Tử Vi năm 2021, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, Nam Mạng. Thứ nhất, tổng quan năm 2021. Nam Mạng sinh năm 1993, tuổi Quý Dậu, tức tuổi con gà, thường gọi là lâu túc kê, tức gà nhà gác mệnh kiếm phong kim nghĩa là kiếm bọc vàng sao chiếu mệnh gặp sao thổ tú vận hạn hạn ngũ mộ vận niên kê giáp viên thái tuế năm 2021 không phạm hạn thái tuế tam tai năm 2021 phạm hạn tam tai năm thứ ba tuổi kim lâu năm 2021 không phạm hạn kim lâu hạn hoang ốc năm 2021 phạm hoang ốc ngũ thọ tử thứ hai Sao chiếu mệnh tuổi quý dậu sinh năm 1993 nam mạng trong năm 2021. Tuổi quý dậu sinh năm 1993 nam mạng trong năm 2021 gặp sao thổ tú chiếu mệnh. Sao thổ tú là một hung tinh trong cửu diệu tinh, mặc dù mức độ ảnh hưởng của sao thổ tú là không lớn, nhưng nó cũng có thể gây ra những hạn sau mà mệnh chủ nên lưu tâm. Thứ nhất, gặp tiểu nhân hãm hại, sao thủ tú chiếu mệnh thì làm ăn khó thuận lợi, xung quanh luôn có những tiểu nhân dèm pha phá hoại, mọi sự khó thành. Chính vì vậy cần chú ý, phân định rõ kẻ tiểu nhân, đừng để bị lợi dụng mà hại thiệt thân. Về sức khỏe, với người có sao thổ tú chiếu mệnh, năm nay sức khỏe không được tốt hay bị đau ốm nhưng bệnh không quá nặng. Về xuất hành, người có sao thổ tú chiếu mệnh thì xuất hành đi xa không thuận lợi nên hạn chế đi xa tránh gặp nạn. Về chuyện tình cảm, do sao thổ tú chiếu mạng, chuyện tình cảm không được suôn sẻ, gặp nhiều trắc trở, xảy ra nhiều cãi vã tranh chấp không đáng có khi hiểu sao thổ tú là gì bạn sẽ hiểu rằng khi sao chiếu mệnh bạn thường trong lòng hay mang nỗi buồn man mác tâm lý không vững vàng hay hoài nghi không hăng hái trong công việc làm ăn xong cũng không gặp tai họa gì vì thế nên tìm cách điều chỉnh cảm xúc của mình bằng những điều tích cực nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành ốm lâu khó khỏi ra trạch bất an hay chiêm bao mộng mị không nên nuôi con vật gì. Để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Thứ ba,

hạn ngũ mộ là hạn mất của hao tài bất an tránh mua đồ lậu mua đồ không có hóa đơn chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay vạ gió đề phòng hao tài mất của muốn tìm hiểu sao ngũ mộ tốt hay xấu ra sao ta không thể bỏ qua câu thơ diễn nghĩa về hạn ngũ mộ như sau ngũ mộ hạn xấu tốn tài thiên tinh mắc phải dạ tai ngục hình căn cứ theo ý tứ của câu thơ ta có thể thấy hạn ngũ mộ là một hạn xấu gây tổn thất thiệt hại nặng về kinh tế tài chính bạc tiền trong năm người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng có thể bị hỏng không được bảo hành bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc những người gặp hạn này thường gặp thua lỗ trong đầu tư kinh doanh cơ hội kiếm tiền giảm đi rất khó có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa kiếm tiền đã khó giữ tiền lại càng khó hơn vì nguy cơ phải chi tiêu mua sắm hay anh em bạn bè có việc mà phải giúp đỡ họ về tài chính ngoài ra việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Cổ nhân thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, những bạn nào có hạn ngũ mộ nên làm theo những hướng dẫn sau để tránh tai họa quá lớn xảy đến với mình. Thứ nhất, nên tu nhân tích đức làm nhiều việc thiện ủng hộ quyên góp đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, nên kết giao với những người lương thiện, tránh những người lừa gạt, lưu manh, dẻo miệng, kinh doanh đa cấp hoặc lô đề cờ bạc. Thứ hai, trong các hoạt động làm ăn, thương mại, kinh tế nên thận trọng, tránh đầu tư sai lầm, dẫn đến hậu quả xấu. Khi mua sắm đồ đạc, cũng phải lựa chọn những sản phẩm, thương hiệu có uy tín, có bảo hành đàng hoàng. Thứ ba, nếu bạn có nhiều tiền nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp, cướp giật hay lãng phí, hao tổn. Thứ tư, hạn chế cho người khác ăn ở tại nhà mình, nếu có thì cần phải đề phòng cẩn thận, không được lơ đãng khiến cho kẻ gian có cơ hội vụ lợi, trộm cắp hoặc gây nên những điều bất lợi cho mình và gia đình. Thứ tư, Hạn thái tuế Trong năm 2021 có 5 con giáp phạm hạn thái tuế Đó là tuổi Sửu, mùi, thìn, ngọ, tuất Như vậy trong năm 2021 thì tuổi quý dậu sinh năm 1993 nam mạng không phạm hạn thái tuế Thứ năm Hạn tam tai Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi người. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba, còn tai có nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người cứ như vậy, sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân, tí, thìn, gặp hạn tam tai vào năm dần, mão, thìn. Bản mệnh tuổi dần, ngọ, tuất, gặp hạn tam tai vào năm thân, dậu, tuất bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi Bản mệnh tuổi quý dậu theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, giáp tý, ất sửu, ất hợi, bính tý, đinh sửu, đinh hợi, mậu tý, kỷ sửu, kỷ hợi, canh tý, tân sửu, tân hợi, nhâm tý, quý sửu, quý hợi. Như vậy trong năm 2021, tuổi quý dậu sinh năm 1993 nam mạng, phạm hạn tam tai năm thứ ba. Để kích hoạt mở cung tài lộc trong năm 2021, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để khai vận tài lộc luôn đem lại may mắn. Thứ 6. Hạn kim lâu Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng, đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam, khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Thứ hai là kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ thứ ba là kim lâu tử. Đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thị kim lâu tức tuổi âm chia cho số 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư 1 phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi quý dậu sinh năm 1993, nam mạng là 29 tuổi, không phạm tuổi kim lâu. Thứ bảy, hạn hoang ốc. Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng làm ăn khó phát sức khỏe quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả trong đó có ba cung tốt và ba cung xấu cụ thể như sau các cung nhất cát nhì nghi tứ tấn tài là ba cung tốt cung tam địa sát ngũ thọ tử và lục hoang ốc là ba cung xấu theo quan niệm dân gian nếu vào các năm phạm lục hoang ốc tam địa sát và ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó đúc kết theo cách tính dân gian đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc thọ tử hoặc tam địa sát Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2021, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nam mạng là 29 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc, ngũ Thọ tử. Thứ 8. Vận niên năm 2021. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nam mạng trong năm 2021 gặp vận niên kê giác viên kê giáp viên là hình tượng gà được thả vào trong vườn. Điều này báo hiệu một năm thành công và no đủ với bản mệnh. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh có tài lộc hoạch phát, được người khác cho biếu tặng tiền bạc, tài sản, công việc làm ăn tân tới, kinh doanh, buôn bán đắt hàng, xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều có lợi. Trong năm nay, sức khỏe của bản mệnh khá tốt, tuy nhiên bạn cần tránh di chuyển đường sông nước, cầu phà. Trong năm gặp vẫn niên kê giáp viên, bản mệnh cần lưu ý hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc bởi cho vay nợ sẽ rất khó đòi lại được. Trong năm này, bản mệnh nên làm phúc giúp đỡ người khác nhiều hơn. Về đường tình duyên, trong năm bản mệnh nên chân thành, trung thủy với bạn đời, kẻo mắc mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiệt nho nhỏ. Ngoài ra, trong năm này dễ có bạn khác giới đang muốn lợi dụng bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh like và chia sẻ video này để ủng hộ cho phong thủy bạch dương nhé hẹn gặp lại các bạn trong video sau